afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi về chị bán đồ chơi cho các bạn cùng xem. Lâu lắm rồi không chơi về chị này. Ồ, có vẻ như là cái bạn Hunter này có rất là nhiều skin limited luôn. Vừa nãy thấy khoe luôn cả skin của Tomie nữa cơ. Rồi nhện ghé thăm, rồi bây giờ lại thỏ tháng 3. Chắc là giờ là sẽ gặp bon bon đây. Rất là hồi hộp. Bởi vì mình chơi người bán đồ chơi cai chay là nhiều. Và chủ yếu là phải chọn những khu vực mà nó có lầu á. Mình nhảy xuống thì mình bay được miễn phí. Còn không thì phải dùng cái đòn bẩy. Ồ, nhận được cái đồng hồ. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Thời gian trôi chuẩn bị đến giữa tuần đến nơi rồi đó. Nói chung là một cái nó cũng sẽ có một cái gì đó sắp đặt sẵn. Là đến cái thời điểm đó là mình phải trải qua thôi. Ngày hôm qua uống thuốc thì có một cái loại thuốc mà kiểu nó chống cảm, chống sổ mũi mà nó viên nó màu vàng nhỏ bằng một nửa cái ngón tay út thôi đó. Thì thật sự là cái loại thuốc đấy nó có, nó kiểu nó là một cái loại đặc trị về cảm, sổ mũi mà không thể nào thiếu ở trong cái liều thuốc đó được. Mình biết là nó có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, nhưng mà cứ phải uống thôi chứ biết làm sao. 6 giờ rưỡi sáng dậy bắt đầu là ăn sáng xong, là uống viên đó xong là người lúc nào cũng trong cái tình trạng gọi là mê mệt luôn. Rất là khó chịu thật sự. Lúc nào cũng rơi vào trong cái tình cảnh buồn ngủ cực kỳ. Bà mỹ nhân này đang bị đuổi. Ai đấy? Ồ, chị Bảy má ơi. Cắm mắt. Ôi, ok, đẹp rồi. Thanh niên không phá đòn bẩy của mình luôn. Người lúc nào cũng giống như cái con Sikadao ấy. Rất là khó chịu. Ô mà hình như cái hầm ở trong nhà nhỏ, nhà lớn nha, đừng có vào. Gặp bà Bảy là khó cứu ghế cực kỳ luôn. Bởi vậy cho nên là mọi người có đi học hay đi làm cái gì đó mà vô tình bị cảm, bác sĩ cắt liều thuốc đấy, thì mình thấy là mình nên bỏ cái viên màu vàng nó ra. Nó nhỏ bằng hai cái lóng, bằng một nửa ngón tay của mình. Uống vô là thôi rồi đó. Đi học hoặc là đi làm là xác định luôn. Kiểu gì cũng sẽ gây buồn ngủ. Rồi thôi xong rồi, soi tui. Rồi còn xuống cả hầm nữa. Rồi đây, để mình đi cứu. Đằng nào nó cũng soi rồi. Đặt cho luôn cái đòn bẩy ở đây. Rồi nha. Rồi đi xuống cứu nè. Ok. Đừng dùng cái vòi quật em nha anh ơi. Chị ơi. Ok ok, đẹp rồi đẹp rồi. Nghe mùi bác sĩ tới cứu nữa. Yo. Rồi ra đây giật sọ này lên kìa bạn ơi. Nhanh lên. Đi lên giật sọ cho tôi lên. Khổ. Trời ơi. Nó xuống kìa. Ba bà xuống như hầm chơi luôn, không lên luôn. Bà mỹ nhân này kiểu rén quá. Ôi, không có bấm kia gỡ vòi kịp. Gỡ cái vòi, gỡ cái vòi. Trời ơi, bà ti hầm hả mấy bà. Ê, tính ra trận đấu này toàn nữ không nha. Gỡ cái vòi. Ui. Gỡ cái vòi ra. À. Thật sự là hồi nãy tính gỡ cái vòi luôn á mà không gỡ kịp luôn á mọi người. Lại hiêu bác sĩ đi. Đừng có chạy nữa. Trời ơi, quá nhiều thứ phải xử lý luôn, làm sao mà thoát lên trời, bạt đi hầm. Năm sợ. Đè đè tôi nè, đè tôi hiêu, hiêu tôi dậy nhanh lên. Trời, tôi tức ghê cái bà này. Cứ chạy nhong nhong. Rồi lại đây hiêu tôi nè. Rồi 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 rồi. Một chạm một chạm. Bà bị nhân này chơi rén quá. Thì sự luôn á. Trời ơi. Bà lên đó, bà giật cái năm cái sọ cái là ba đứa tung tăng lên cổng luôn là vừa rồi. Khổ ghê.
Đè tôi ra đi, đè tôi ra chị thương nhanh lên. Không đè luôn má. Ui, không có nhổ cái cây. Ui ôi. Lúc này mới chịu lên hả? Dịch đó đi. Hay quá, lên 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 lên. Trời ơi, sao mà thiệt sự luôn. Đó, đoạn 7, đoạn 7. Ủa, nó dí tui với má ơi. Nó thấy con nhỏ mỹ nhân kia có sọ nó không đuổi. Á hà. Không biết đi hướng nào luôn mấy chị. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được một trận bắt đi hầm mà kiểu như này. Thiệt sự. Mà gặp mình mà là bà Bảy chắc mình diệt ba đứa dưới hầm luôn rồi cho lên ghế. Mà không hiểu sao. Bà chắc bà thấy sọ bà rén. Đi đi mọi người ơi, kết thúc rồi. Tôi tự nhiên thắng trận này. Ủa, tôi cũng không hiểu tại sao trận này lại thắng nữa. Đừng nhây, đừng, à nó tới nè, mình tưởng nó ra cổng. Ủa sao thắng trận này vậy trời? Được cái là bà bartender sửa máy còng đít lên luôn á, khổ thân. Có cứu không mà mấy ông bà ở lại trời. Ủa sao thắng nhỉ? Mình cũng không hiểu lý do tại sao lại thắng trận đấu này nữa. Ủa bà bartender có cứu không? Được không cứu thôi đi đi. Tôi bay rồi. Bà Mực vẫn ở quanh đây chứ không có đi đâu xa hết trơn. Thực ra thì nó rất là dễ kiếm ai đi cứu người, cứu ghế. Đập vòi xuống nó biết hướng ngay. Ủa? Rồi mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở làng ven hồ. Thực ra thì chơi nhân vật này thì chọn những cái map cao cao á, mình bay nó mới sướng. Nhiều khi mà bay nó cũng hơi bị vướng vấp ấy. Ví dụ như mọi người đặt cái đòn bẩy làm sao đừng có trước cái địa hình là được. Đặt chỗ nào thông thoáng xíu thì mình dễ ra mình bay hơn. Đây thì có một cái kim tiêm với một bình nước chua. Chắc là last spot cho tiền đạo thôi. Chứ trong team này còn ai nhận được cái gì nữa đâu. Hồi nãy mình cũng hiểu tại sao trận hồi nãy lại thắng nữa. Nếu như mình là bạch tuộc mình xuống mình đập từng đứa rồi là không có thời gian để mà sửa máy đồ đâu. Là trận đấu nó khác ngay. Trời ơi, nổ máy để biết Vu Trang. Chắc tôi phải nổ máy dài dài quá, sợ nó bay qua đây, đang đuổi ai bên nè. Sợ quá à, nhiều khi đang sửa máy cái nó bay qua chắc hết hồn luôn á. Thôi cứ nổ máy cho chắc. Thôi, đuổi tiền đạo. Mặn dữ. Hình như đã đang ở dạng trắng, thấy phá ván hơi lâu. Nhưng mà mình lúc nào cũng phải đỏ cam đằng sau này, sợ nó cái dù nó tới là mình chạy liền. Ngón tay để sẵn rồi. Bay qua một cái là rén liền. Sáu mươi giây. Nó tới kìa, nó tới. Trời ơi. Đấy, mọi người thấy không? Đồng đội báo một cái là ngón tay mình để sẵn luôn. Là lúc đó là phải di chuyển liền. Chứ không là ăn cái hit đấy là khó chạy lắm. Wow, skin Junji Ito luôn à. Cái skin đen này thì nó không có đề cập trong anime. Nó chỉ nói xương xương đến màu trắng thôi. Đấy, bay. Bay. Sao? À, đi lên lầu để bắt nọ mình à? Không, mình chạy ra đây. Rồi, lục cái kim tiêm cho tiền đạo này. Yo, tự xử đi em. Quá sướng. Đúng lợi thế, nó sang kìa. Ủa, nó đâu rồi? Nó đi bên kia. Tội cho thành Gung Nien Gung Trang. Ấy, mọi người thấy là chơi đảo cam thì sẽ rất là dễ biết được Hunter đi hướng nào. Chứ quả đấy mà mình không đảo, mình cứ đi thẳng lên trên thuyền là quả đấy là tiếp tục cai nữa rồi. À, dẻo một tí thôi là Hunter nó khỏi đuổi luôn. Nhiều khi lên trên đó rồi chả thấy con ma nào ở trên là trên phía trên thuyền. Giờ lại tiếp tục đi đuổi người khác. Hiện tại thì ở trường mình đang có cái vụ
khảo sát, kiểu cứ mỗi lần học xong là sẽ mở ra một đợt khảo sát trong khoảng một tháng ấy. Là trong vòng cái khoảng thời gian này là mình phải làm, sau đó là mình chụp hình lại. Thì mình kiểu mình cũng làm trong, nó thông báo là mình làm liền, hoặc là mình sẽ canh ngày đến ngày đó là mình sẽ làm. Mà có nhiều mống kiểu như là không làm liền đâu, kiểu ngày mai hết hạn rồi. Ngày hôm nay, ngày hôm qua hết hạn là ngày 15. Thì tối thì kiểu như là chiều 15 thì nó mới làm. Kiểu như đến ngày hạn mới làm á, mọi người tưởng tượng như đi. Xong bắt đầu là cái đâu phải là lúc nào web nó cũng, lúc nào nó cũng ổn định đâu. Nó rất là sida luôn, nó kiểu vui là nó sẽ vào được, buồn là không. Thế là đâm ra là tụi nó không làm khảo sát được. Đó, khổ. Và bây giờ bắt đầu là nhéo nhào lên, cứ gửi ảnh gửi đồ lên mà mạng nghẽn web lỗi tùm lum la, rất là nhức đầu. Mình làm luôn ngay từ đầu đi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Như đây, như mình đây có một cái môn gì mà tiền sót xỉu luôn mọi người, một môn giá 3 triệu, nó 5 chỉ mỗi, ủa là 600 một chỉ hả, 600 x 5, ừ 600 một chỉ. Kiểu lúc mình nhìn cái đơn giá mình cũng hết hồn, nhưng mà kệ thôi, giáo viên họ ra giá thì mình đóng để học cho xong, chứ không biết đến đâu nó mới xong. Trời ôi ôi, đây đây đây, mình ném cái này cho cứu liền nè, không phải hút hồn đâu, khổ. Ôi nó lại, nó nhấc tiền đạo à. Đây đây đây, mình cứu thêm lần hai rồi, cho shopping luôn nè. Đó, giờ thích đi lượm cái thịt lượm nha, chứ chịu rồi đó, không biết lượm gì hết trơn. Thật ra nên lo, nổ máy, máy nổ rồi, không phải lo. Thanh niên vũ trang này mang phấn khích à, wow, mạnh dữ. Mà nói chung là cũng phải mang để đề phòng cái thân, tại vì là có cả mỹ nhân lẫn cả tiền đạo, mà không mang thì cũng hơi bị nhức cái mình ấy. Kiểu như là có những trận đấu nó mắc cười lắm, nó không có nhu cầu cần dùng phấn khích luôn á, kiểu giống như là nó không có cơ hội để bully được mình. Mà có những trận thì nó bully tới bully lui, mà không mang phấn khích kiểu cũng khổ. Mà mang thì không có giết được người sớm. Đấy, à thanh niên, thôi mình chắc không, cũng không dám nhây cổng ở đây đâu. Cái emote nó ồn dữ. Ủa Gu Trang nó ở đây nè. Ồ nó dạng đen. Nếu mà nó ở dạng đen á thì nó bay vô thành dạng trắng thì mình đỡ sợ. Chứ nếu như mà nó ở dạng trắng mà nó bay vào là nó đổi thành dạng đen, lúc đó mình mới rén. Thôi để mình đi luôn. Bên này đang có nữ chủ tế, tiền đạo đang ở đây rồi. Ồ nó tới đây luôn rồi, chết tiền đạo rồi, sao vô được ta? Cái hầm ở đâu không biết luôn. Nãy giờ mình không thấy cái hầm ở giữa map. Một rổ quả. Khổ thân. Ủa cái hầm ở đấy hả? Không biết, hồi nãy đi qua ném mỗi cái đồ chơi qua bên đấy thôi, chứ không có qua bên này chơi. Không có rồi, giờ đi ra cổng thôi. Mình cũng đang rất là muốn cái phụ kiện này của tiền đạo, nhưng mà kiểu không chơi ấy. Có rất là nhiều skin tiền đạo luôn, nhưng mà không biết chơi tiền đạo. Hôm nọ chúng ủa thì chết rồi. Chúng cái đợt bán cái đầu tên lửa mình cũng mua để gắn cho tiền đạo, chứ không thì không có cũng uổng. Thôi có lẽ là mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha.